Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu nước sâm bí đao với những cái nguyên liệu từ thiên nhiên. Đây là cái thức uống mà nó vừa thanh mát, giải độc, lại rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cách nấu sâm thì rất là đơn giản luôn các bạn. Và để nước sâm của mình được thơm hơn á, thì mình sẽ ra ngoài vườn để mình cắt một ít lá dứa vào để mình nấu nước sâm. Lá dứa này nè các bạn, hôm trước thì mình xin được có một bụi nhỏ thôi, mình cắm ở dưới mé ao nè, bây giờ nó nhảy ra rất là nhiều bụi luôn á. Mà đặc biệt cái lá dứa này các bạn, mình không cần phải chăm sóc gì hết, nó tự lên tốt và nó nhảy con như vậy nè. Thì nhà mình ăn một mình nhà mình á là không hết luôn á. Nên các bạn nhìn nó rất là nhiều luôn nè. Lá dứa thì làm được rất là nhiều món luôn, thì đặc biệt là với những cái thức uống á, thì mình cho lá dứa vào nó rất là thơm, nó vừa ngon và nó thơm mùi dễ chịu nữa. Đó các bạn, này mình cắt được khoảng hơn 10 tàu lá dứa này nè. Đó, mình sẽ đem vào để mình nấu nước sâm thôi. Và cái nguyên liệu cho cái món này là mình sử dụng một trái bí đao 1,5 kg. Các bạn mua được trái bí đao nó già như vậy nè thì mình nấu nước sâm nó sẽ ngon hơn. Còn nếu không thì các bạn mua bí đao nấu canh cũng được. Và đây là cái bó lá dứa, mình sử dụng 10 cái tàu lá dứa mình bó lại. Và đây là cái khúc mía lau, thì các bạn mua được cái mía lau như vậy thì nó càng tốt, còn không thì mình sử dụng mía bình thường cũng được. Và mình sử dụng thêm một trái la hán quả và 30g thục địa. Và cái trái la hán quả này nè các bạn, thì mình mua ở trong tiệm thuốc bắc á, người ta bán rất là nhiều luôn á. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng là 200g đường phèn. Đường thì các bạn sử dụng tùy theo khẩu vị và cái lượng nước mình cho vào sâm nhé. Với cái món nước mát á, thì mình nên sử dụng đường phèn, nó sẽ ngon hơn. Rồi bí đao thì mình sẽ gọt cái vỏ ngoài này đi. Bí đao già cho nên cái vỏ nó hơi cứng á các bạn. Gọt xong thì mình sẽ cắt bí đao ra giống như mình cắt tỉa hầm vậy đó các bạn. Đây là cái trái bí đao già nè, mình sẽ không bỏ ruột. Còn nếu các bạn sử dụng bí đao non thì nên bỏ ruột ra nha. Với mía lau thì mình sẽ cắt khúc và mình chẻ nhỏ ra. Thường thì mình sẽ chẻ lát á, ra cho nó nấu nó dễ ra nước á. Cái trái la hán quả thì mình sẽ chẻ đôi để mình tách cái phần hạt nó ra để mình lấy hết cái chất trong cái trái la hán quả này. Đây thuộc địa thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Mình mua nước miếng nó cũng nhỏ nè các bạn, thì mình chỉ cắt đôi thôi. Còn các bạn mà mua cái cục nó to thì mình nên cắt nhỏ ra. Rồi đã xong rồi đó, bây giờ thì mình đi nấu nước sâm được rồi đó các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ cho mía vào cái đáy nồi. Mình gãy mía lau á, cho nó đều khắp cái đáy nồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho bí đao vào. Rồi cho tiếp cái la hán quả và thục địa vào đây luôn. Còn lá dứa mình cũng cho vào lúc này luôn, để cho nó ra nước nó thơm hơn á. Mình cho vào sau thì nó không được thơm lắm. Và với những cái nguyên liệu như vậy nè, thì mình sẽ sử dụng là 3 lít nước mình cho vào.
Cho nước vào xong thì mình sẽ bắt nồi sâm lên bếp để mình nấu. Rồi thì mình sẽ bật bếp lên, mình nấu sâm với cái lửa vừa. Cái nồi sâm này mình nấu được 15 phút nè các bạn. Các bạn vớt bí đao lên á, mình thấy cái miếng bí đao á nó chín nhừ luôn là được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và mình vớt bỏ hết cái phần xác trong nồi này. Vớt xong thì nó cũng còn nhiều cặn lắm các bạn. Thì mình sẽ đem lược thêm qua gay để mình lấy cái phần nước xanh. Rồi lược xong thì mình thu được nồi nước xanh, trong lúc nó còn nóng á thì mình sẽ cho 200g đường phèn vào để mình khuấy cho nó mau tan á. Đó. Đó cái lượng đường này á thì tùy theo khẩu vị của mình. Nếu các bạn thích uống nhạt á thì các bạn giảm lượng đường lại giúp mình nha. Mình khuấy khi nào cái đường phèn nó tan hết trong nước sâm là mình dùng được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình cho vào ly để mình thưởng thức thôi. Rồi cho đá đập vào xong thì mình múc nước sâm mình cho vào nữa là thưởng thức được rồi. Cái món này thì nó rất là dễ uống luôn á các bạn. Mình làm xong á, mình để cho nước sâm nó nguội hẳn rồi mình cho vào chai lọ để mình bỏ cho tủ lạnh để mình bảo quản mình uống dần. Rất là mát luôn á. Này các bạn, nó thơm lắm luôn á. Giờ mình sẽ uống thử một miếng. Uống vào thì cảm giác tuyệt lắm các bạn. Thơm mát, ngọt thanh và rất là đậm đà luôn. Thì cách nấu sâm nó rất là đơn giản phải không các bạn? Thì các bạn hãy làm thử để cho gia đình mình thưởng thức nha. Món này nó vừa ngon lại bổ rẻ nữa. Các bạn làm xong các bạn bỏ vô ngăn mát á, mình để dùng dần thì thật là tiện luôn. Và đến đây thì cái món sâm mí đao của mình đã thực hiện xong rồi. Thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video tiếp theo. Giờ thì mình gửi lời cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.